cho nước mắm một chút đi. Rồi quốc nó sao? Ơ nãy mình để vô đây nó ngọt luôn, nó muốn chết gần chết rồi, gấp gấp nhanh nhanh. Nó lội vô đây xem chết rồi nè. Chào cả nhà, lại là anh em ở đây cả nhà ơi. Thì hôm nay hai anh em mình lại làm ẩm thực mà anh em mình sẽ bắt đun đun cái dừa này đó nha. Đun đun thì có cái dấu hiệu bị đun đun dừa, bị đun đun ăn gãy ngọn luôn đó nha. Bây giờ anh em mình sẽ chặt cái dừa này rồi bắt đun đun. Cả nhà cũng đón xem cái mình bắt đun đun được nhiều hay ít nha. À nha nha. Ở cái này để gì luôn đi. Ủa bỏ bây giờ dồn. Rồi chặt mấy cái tàu lá đó trước đi. Đau quá. Đứng là được mà. Không gãy đâu. Chặt vừa dục dao rồi. Sơ sẩy ra nha. Sơ sẩy ra là xây sở này. Chặt mạnh thế là nó tiếng thế nào á. Tiếng thấy thèm luôn anh ơi. Kiến hả? Kiến. Sao thì cây này khỏe có kiến ta? Ôi ôi. Kiến vàng. Dây điện không nguy hiểm quá. Không vô là. Bắt công mày á. Ơi. Vô. Vô mình đi. Đi. Chỉ cho chặt. Chặt gì đâu đâu có đứt đâu. Không. Vô từ từ. Chặt. Dứt khoát. Trời ơi, giữa cứng như vậy. Trời ơi. Không khó. Thấy thèm không? Vừa giờ chắc trúng chặt vô dây điện để thua luôn. Không sao đâu. Ủa dừa mình trồng mấy cái chỗ cắt cát được không ta? Hả? Dừa mình trồng cắt cát được không? Kêu tại vô cái gì vô cái làm vậy? Đất mà cắt cát á. Được chứ. Đất cát tốt dữ nữa. Ờ. Ừ. Vinh lên cái nào giúp cho em. Cho chảnh nữa. Ngã chứ mà lát sau Vinh lên nổi. Nổi. Thấy thèm bây giờ. Ôi. Em chịu tay em cho. Lên nè. Nổi không? Không nổi đâu, ta không nổi đâu. Nổi sao nổi? Không nổi. Không thấy cầm. Thử kéo lên đây. Để kéo lên. Qua đây kéo nè. Nổi. Nè. 2 3. Lấy công dựng dao đó. Dạ. 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 2 3. 2 3. Thôi. Để ra giữa đường lắc xe chạy. Thì chạy sao? Đó, nấu xe tới nước à. Bên đây thì thiếu thêm nước. Để ấy chứ. Biết nổi. Thú gì ta? Nè con này nó nghe con nghe thôi nè. Ừ có con đó. Nói rồi đi lát lấy giờ lúc giờ con nào có lấy. Không đâu có đâu. Có là nó bụt bụt. Từ thôi. Đó, 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 đó. Cái đó có lần nãy. Ổn nè, ổn đó. Bảy sao? Bảy. Thêm con nữa nha cả nhà. Không có vô này. Có
có lỗ nè, chặt ra có lỗ nè. Có lỗ là có à. Quá nó bể. Chặt ngay nó là em bỏ miệng luôn. Đi rồi. Đi rồi. Cái gì cục đó. Sao con này nó ăn cái dừa không ta? Ăn cua hú dừa đó. Nhìn vậy nó béo đó. Đúng rồi, ăn cua hú. Ơ nè nè nè. Ơi nó chui vô, nó chui vô. Nó lú ra kìa. Nó chui vô rồi. Cái này phải có dao nhỏ mới được. Con dao bự sợ chặt chứ. Con chừng nó lọt đất luôn đó. Đó. Trời ơi. Trời thù lù luôn. Ôi ơi quá trời mập luôn. Trời ơi. Nó có lông luôn nè. Ô con này nó dài. Sắp bay luôn này ngon rồi. Đây con này. Nó mới ngon kìa. Trời ơi xì sữa rồi. Chưa. Đâu có giặt xuống. Ô bay luôn cả nhà ơi. Ơi ơi đây con nó gì nè. Bây giờ giặt chúng nó đó. Xém chúng. Nhẹ lên mãi. Nó cái mỏ nó cắn. Đây con ổ gì vậy? Ổ nó con này nãy chưa ra. Chứ lửa vậy. Chứ lửa nó mạnh quá. À con. Ăn béo lắm. Thấy không? Ừ, béo nghỉ luôn á. Lần đầu tiên em thử. Chưa ăn hả? Tính chưa ăn hả? Coi coi chứ chưa ăn phải không? Em thấy không à, nó có bán ở ngoài chợ luôn. Bán này 5.000 hay 10.000 con á. 7.000 con. Ừ. Ở đâu? Không phải con nó nuôi. Nuôi đâu bằng con này. Thì đương nhiên rồi, tại vì nó nuôi được còn nhỏ xíu vậy nè. Lỡ bán rồi. Nó lấy ba cái bả dừa đó, chả nó cái nó xé rồi nó bỏ vô cái thau nó nuôi nhà. Cái này là nó ăn nguyên chất, ăn nguyên ấy. Vài bữa nữa cũng cây này. Cây này giờ nó cũng xù lá. Ừ. Trên em cũng có con cây nó bị ăn rồi kìa mà cha em nhét cái dây dành vô cái lỗ á. Nó đâu ăn được nữa. Thôi. Thôi ba lắc cầm nó chạy mất tiêu. Chanh được hả? Ừ. Nhét cái chanh được. Nặng chanh vô cái nó thấy cái ngày chua nó bỏ rồi. Đúng rồi, mới tưởng cái chai em là xong rồi. Thôi. Qua đây, qua đây. Cẩn thận đó, ổ luôn kìa. Chắc ổ nó già quá. Trời ơi. Con nó có rộng không? Có. Con lúc nào rộng á. Con này nhỏ chứ muốn nó già nữa. Đâu á. Đâu mất rồi. Nó mới đã đó. Ăn luôn nữa anh ba. Nó kẹp á bụ không kẹp đâu. Dạ. Ăn nè. Dạ, dạ không? Có nè, con này có nè. Ổ đó chắc già rồi, ổ đó già rồi. Nhìn nó biết ổ già rồi. Nhìn nó biết ổ già đi rồi. Xui vậy. Nó cắn đầu hai đứa bay vậy nè. Cái này nó ăn muốn xong với nhau rồi nè. Rớt chặt rớt đổ. Con. Con xui đi. Ống được á. Đi. Này con của bên đây. Đó rồi. Dạ. Hồi bữa tuần trước tính kêu anh mà quên. Vô trong đây mới dữ nè, vô đây dữ lắm nè. Vô trong là bắt đầu con non nhiều lắm. Con trong đó là ăn dữ con mấy con ngoài đó. Bao tươi luôn á. Vô trong con non. Vô trong con non ở ngoài là con giả làm kén trước. Mình nhẹ. Ổ mông mông luôn. Quá trời ổ luôn. Nó chạy đâu giống. Nè 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 nè. Có chừng vô lấy bây giờ. Chừng nó kẹp đó. Kẹp không? Không kẹp. Có kẹp. Nó cắn chứ không kẹp. Kẹp nhãn hiệu à? Nhãn hiệu là thấy thèm lắm ha. Cắn nó bự. Bữa... thấy lúc vô mua mà không dám ăn chứ. Thọt ra vô nó dứt đó. Thì anh cầm cái đầu đó trước mà. Để vô miệng ăn không kỳ cẩn, cắn miệng liền anh, cắn môi. Già. Không già. Con đó là con này đó hả? Ừ, nó già. Không, nó con ve vậy. Kiến dương. Kiến dương. Ổ không? Là nó đó hả? Ờ, là nó đó. Cô chừng bóp bể đó. Trẻ không ấy mà nè. Ôi trời ơi, xé đầu ổ ta ra luôn. Múc bì da luôn chứ. Em bỏ cái cây cái lăng rồi nào. Ổ rồi. Đó còn ổ hay gì đó. Ấy
trên còn. Dạ. Nó còn phá ghê chứ. Sao? Lúc đầu nó là con gì, con đó vô nó đẻ hả? Đúng rồi. Chiến hả? Có đó. Có. Mấy cái ổ còn xanh là nó à. Đó luôn đó. Nó đó. Nó luôn, có luôn. Vô kéo ơi. Quá nhiều. Nó lú đít ra nè. Cả không sao đâu. Nó ăn như là bẻ cái đầu nó. Cầm cái đầu chứ, cầm cái đầu nó cắn. Đầu nó giống cái đầu kiến ha. Cắn cái cục giật cái đầu nó ra. Ôi ơi, con chà bá luôn nè. Nè, không nghe tay nữa nè. Trời ơi, ơi, con này nó bự. Quá trời ơi, cả nhà ơi. Tới thời rồi, vô rồi. Nhảy đây. Vô. Chạy. Trời ơi, quá cho nó mập ơi. Trời ơi, nó chưa đít. Còn có nó không? Còn gì nó mập. Ủa ồ luôn. Con đó tắm rửa sạch sẽ. Phải tắm sạch sẽ xong mình. Tôi mời tắm nước mắm. Tắm sạch sẽ. Bá hai. Khỏe không? Trời ơi, cái ai mà coi nó đó. Trời ơi, nó bò lúc nhúc chút xíu. Ơn quá hả? Con bệnh nó. Gì mà không chịu bắt đi ấy. Trên bé 5 ngàn con thôi. Bắt ở đâu tôi lại đi chặt cái giờ đúng bệnh với nó mà. chặt cái giờ con bệnh nó bán 5 mấy ngàn con chừng nào cây giờ bán được nhiêu con. Đây nè. Con này. Con này được không? Nó gác đầu bỏ không, đi. Con đó bỏ đi. Dạ giờ gác đầu đi, gác đầu đó. Gác đầu cho nó chết để nó ăn nữa. Ngắt bỏ qua cái khác á. Gắt đầu nó bỏ đi. Trời ơi, vô bỏ qua cái này cho nó mau. Người chứng nó kìa. Tía. Người đạp nó nha. Ừ, cho nó đi. Còn nè, đây hai gắt đầu nó không chịu đâu đồ đạp. Thằng kiến mấy con nó chậm nữa đi. Chặt mạnh cái thằng không dám chặt mà. Chặt sợ chúng sao? Sao? Có, trong đó bươi trong đó ra mới dữ đó. Ờ, trong đó nhiều lắm á. Bữa này nha, bữa này từ từ trước đây. Hư chơi luôn ta, hư cái lỗi chưa. Hay ha. Củ dừa đó mất cái giáo rồi. Là nó ăn cái củ thu dừa đó hả? Đúng rồi. Con này khô chứ trời. Ăn trong không mà. Tôi vỏ không ăn ta. Tự cái men. Men quốc bịch giáo. Rồi đây này. Cái nó khô là không có hình ướt. Đúng rồi, ướt với sao nó. Ngọt. Ơi, khó đó, khó đó. Chặt sợi ngay nó thôi. Ngay bỏ miệng. Ê. Né dột. Ngay quá. Nó quá. Này không có à. Đi quá. No đủ rồi. Đây có ổ cái gì hả? Đi rồi. Đi rồi, mấy ổ đi hết rồi. Nó đi đâu ta? Nhà đang ấm nhiên mà. Dạ đi. Nó còn chỗ nào nữa nó ăn. Nó ăn hết rồi nó đi, nó già nó. Giờ mình sẽ khui cái này ra mình bắt luôn luôn nha cả nhà. Chỗ nó chạy đâu rồi nè. Nó bò ra. Ủa sao? Nãy nó bò ra mấy con á. Ớ con này nó còn ấy, con này chở, con này dài, con này ăn được không ta? Không, con đó hết được rồi. Con đó chỉ chiên thôi. Bẻ trắng là chiên. Có nhà bình luận con này ăn được không? Mốt mình có bắt được, mình để mình biết để mình xử lý nó sao. Để ngoài. Ăn ác khổng. Ôi con này non. Trời ơi con này nó non nè. Ờ con đó con à. Con này có sữa. Con này sắp già phải không? Ê gì bỏ trong nước cua xem bỏ vào tô nước mắm. Nè. Ờ con đó con ăn được. Bắt mấy con này ra chứ. Này là mình rửa nó lại bằng nước ấm nè. Chà. Ú nu hiền mũi không nào. Ừ. Mấy con này khui tèm nó ra. Trời ơi con này nó ú nè. Quá trời to luôn. Nó bò ra nè cả nhà ơi, con này. Ơi con này nó già nó bò ra. Cánh cam đó. Trời ơi con này nó bự một cái. Trời ơi bự lắm cả nhà ơi. Con này ăn là tê luôn đó.
Trời. Ôi ơi nắm quá trời. Ơi ổn. Không sao rửa sơ lại. Ôi sữa nó chảy. Ờ, xin phép có nhà ăn chứ để nó đứt lát nó dụng uổng. Ôi sao con này nó đen thui vậy? Nó béo. Béo. Nó già. Ê, con này ăn được không? Còn sữa. Mấy con này sao già ta? Chưa chưa. Giống con rèo á. Trời ơi, má này. Đen thui rồi nè. Ờ, mấy con này có sữa nè. Lọt vỏ rồi nè, đang đang lọt nè, đang lọt nè. Mấy con này nó nằm trong cái. Thôi thua rồi. Nè, 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 nè. Con đó hết rồi, con đó không được. Này đang lọt. Lọt nó còn vỏ luôn chưa ấy nè. Giờ nó bay cái dừa ở đây vòng vòng đây là thấy thèm luôn là xong luôn cái dừa. Rồi. Già dạ. Nó nằm trong kén là mấy con già không ta? Đúng rồi. Con này được, con này được, con được, cầm cầm được. Mập lắm. Wow. Ôi. Con này nó chuẩn bị nè, con này nó chuẩn bị. Một cánh nữa. Chuẩn bị một cánh nè. Rồi, rồi. Sao vậy? Nè, đậu nó nè. Sao nó xì sữa rồi? Bóp mạnh quá. Lúc xé ổ quá. À. Ừ, cả nhà ơi, bây giờ nó dày rồi, mình thôi mình lụm nó cái luôn nha cả nhà. Ờ, lụm luôn. Béo lắm. Nó béo mà béo ngậy luôn á. Nó béo lắm. Ngưng cái đi, ngưng cái đi. Giờ mình sẽ rửa sơ nó mình cho vào nước mắm nha. Cho nó lội vô nước mắm một chút đi. Mình quất nó sao. Ơ nãy mình để vô đây nó ngọt luôn, nó muốn chết gần chết rồi, gấp gấp nhanh nhanh. Nó lội vô đây xem chết rồi nè. Lội bị ngọt nước. Rồi con này chết rồi, mới đây chết nhanh quá. Con này đang vui. Đó. Nó gần già rồi. Nhúc nhích, nhúc nhích nè. Ừ, con nhúc nhích. Nhúc nó luôn. Rồi. Cho nó tắm, tắm nước mắm chút đi. Cho nó lăn chân trong nước mắm đi. Đó, lóc đã. Này mình trắng. Bò bò đi ghê quá. Quất trước con bự đi. Nó cắn không? Cắn gấp ngay cái đầu nè. Gấp ngay đầu rồi nè. Ừ. Thôi thằng quất nó đi. Thôi con này bự quá. Ăn con nhỏ nhỏ hả? Đây con bự quá. Ờ đúng rồi. Nó kẹp nó đủ luôn nè. Nhà ơi nó kẹp cái nghe ăn nè. Cắn xong chữa cái đầu lại. Ừ, cái đầu nó có lông nè. Ừ. Nó bự. Đó. Nghe răng mình thấy không cả nhà? Đó. Ủa, nghe răng thấy chưa? Ừ, ớn không? Ủa nghe răng đó. Mình nghe răng cắn mày luôn nè. Chừa cái đầu lại để nó cắn không? Cắn không? Nói em không dám cắn luôn. Ờ, không ấy bóp cái đầu nó lại. Ờ, vậy bóp cái đầu nó lại. Ờ. Vô, nó banh càng còn bự hơn. Ôi ôi, cả nhà ơi, nó làm khó tôi cả nhà ơi. Lụm luôn cả nhà. Không nghe răng. Trời nó ăn. Cảm giác sao? Nó béo lắm. Béo lắm mẹ ơi. Béo lắm không? Ừ. Này là đứa em mình đó cả nhà, đứa em mình từ Sài Gòn về chơi mà lần đầu tiên là ăn đu nuông dừa luôn. Nói chung là ở Sài Gòn thì cũng có nhưng mà người ta nuôi không à, nên nó không dám ăn. Nãy về đây gặp cảnh này là lần đầu tiên ăn đu nuông dừa, béo cực kỳ hả? Béo lắm. Trời, nó còn sống nè, còn cắn cái bụng này mà còn sống. Sống luôn. Mà cả nhà con luôn luôn, tại con chưa bự quá không nha, mà ăn con nhỏ nhỏ thôi. Béo, cái đầu béo thiệt chứ. Nó béo mà nó béo thơm mùi của hú dừa luôn á. Ăn con hú dừa. Béo kỳ cục luôn. Béo. Em sợ nó cắn cái mỏ này nên nó dám cắn rồi nè. Đúng không? Giờ em ăn mấy con này đi. Vô luôn. Mời cả nhà, cả nhà. Con này có sữa, béo còn dữ nữa. Béo. Béo. Thôi tụi nó ăn béo không? Béo cười luôn. Chinh dám ăn thử coi không Chinh? Để chú Chính thử đi ngon ấy. Đu nuông Chính. Làm tưởng con đu dừa nè. Im lắm.
Thôi thôi. Trời ơi, kêu nằm mà vô á. Nè, quất con bự đi. Thôi 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 thôi. Luôn luôn loại nước mắm. Quất luộc này. Sao nó nhúc nhích hoài, tôi không gấp, không dám gấp luôn cả nhà. Nó nhúc nhích hoài, sao tôi dám cắn? Ở nhà nha. Không dám cắn sát cái đầu á. Bỏ nguyên khúc gần cổ luôn. Nãy con còn nhiều sữa. Cảm giác mà nó béo mà nổi da gà luôn á, nó béo. Nó ghê chứ. Cái đầu nó còn bò luôn. Ôi cái đó quay kỳ quá. Ăn sống luôn á hả? Ăn sống luôn. Cái bảy thử con cho bảy. Thôi 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 thôi. Nó béo. Bay ăn vậy ác nhơ tức bay ăn. Chứ giờ là sao? Cái này anh em thử thách. Thử thách ăn luôn dừa. Này sổ sâu nướng nó cũng ngon lắm anh. Chiên bột cũng ngon. Nướng là... mà cái này nha. Nướng thì mùi vị nó không ngon bằng ăn gì ăn trực tiếp thì nó cũng ngon. Lội 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 cho nó mắm à. Kẹt cái miếng ớt. Béo không? Béo lắm. Béo lắm. Anh thử coi như vậy. Ôi. Nội tao không ăn này nữa. Tại em con á. Ôi. Chú mình không dám ăn. Nhí luôn nè. Còn nó đi rồi nè. Dám mình dám cầm nữa nha. Này mình bóc hốt thấy nó ngon hơn là mình cầm một chỗ á. Đúng rồi, mà bóc thì vô nước mắm thì kỳ. Ớt cay quá. Ôi, béo lắm nha ơi. Béo mà béo ngậy luôn á. Béo cực kỳ luôn. Mẹ con nữa nè. Hết rồi, hết rồi. Rồi mới xé rồi. Có gỡ con bắt quay từ đầu không? Có, con có mày. Con già nè. Con gà nó béo không? Ừ. 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 Quay hoài cho nó ăn con đi chứ nó đứng nó quay hoài nó không ăn con nào nó tin nó bỏ nó hư đó luôn nhờ. Đấy mình chừa cho Calamen 2 con thôi. Thôi chừa Calamen 4 con đi. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Nè còn nữa nè. Làm thêm phần nữa đi. Rồi đi nhà nhà ơi. Đã lắm cả nhà ơi. Còn anh em mình ngựa con nó chừa cho Calamen 4 con, đây còn 6 con. Anh em mình muốn ngựa con nó chừa cho Calamen 4 con để khóc á. Dễ chết. Nước miếng Calamen chảy giống vòng 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 nãy giờ đó. Ôi mời cả nhà con này cả nhà. Nghe không ơi. Ngon. Trời đất ơi. Để dành cho Calamen 4 con mà Calamen nói Calamen chỉ dám ăn cỡ 2 con thôi. Nên hai anh em mình lợi dụng thêm con nữa. Chứ để ăn đang ăn ngon. Nè, tại ép lát, ăn chút ăn thừa. Uống. Ép. Calamen ép tôi ăn nữa nha. Ồ nó hả miệng nè, nó hả miệng. Ồ nó hả miệng, gọi là ép. Tôi uống cái nó nhả mà hả miệng kìa. Bập, cảm đốc, không dám đút vô miệng. Cắn chết. Ê, ê. Đó, đó. Mời cả nhà, cả nhà. Nước ớt cũng đã. Trời ơi, Calamen 2 con. Béo quá, béo lắm. Chờ 2 con là còn sống là nó lóc nhóc nhóc nhóc. Thì giờ thì nói chung thì anh em mình có xin dừng clip ở đây cả nhà. Cả nhà yêu thích kênh thì cả nhà ủng hộ cho kênh Hiếu Hiền Vlog. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo. Bye.